là cây xấu lắm, xấu 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 cho lên hình thì đẹp hay quá nhỉ. Chậu đẹp, củ đẹp, chậu lâu năm lắm rồi, đang lộc đấy. Cái này các cụ lấy về mà chơi. Ra mà để cái tay tròn tròn mà xoay mà quay giả giả. Bốn á chị ơi, 4 triệu à? À 11 triệu, nghe nhầm, cũng đáng đồng tiền bát gạo. Cái này bao tiền? Cây nào? Cây nào mình bao tiền? Đang bảo 11 triệu. Chà quá. Được nó đấy, này không cải không? Đấy, để đấy cho quay. Đấy. Giá mà có cái bàn tròn mà xoay thì nghệ nhân miền Nam làm. Kiếm những cái khay như này trồng cây tiểu cảnh rất là phê luôn, mỏng như cái đĩa không mọc mai. Cây nó nâng lên cái tầng cao mới các bạn. Cây này thì trong thực sự là không có gì đặc biệt lắm, nó đẹp có nhưng không có gì đặc biệt lắm. Tổng hòa bonsai là cây chậu và có thêm được tiểu cảnh thì càng là ok. Hoa giấy lụa này. Chỗ này thì mình không hỏi giá vì là cửa hàng người ta ở đây, hỏi khó mà sát giá được. Ghép đá lâu rồi. Ba con bốn hàng. Rồi là khu vực bố nhạn thôi. Đi được chứ. Anh có phúc thọ này, nhưng như này trên
không nhỉ, trên Tân Thượng. Cháu chỉ tranh thủ đi làm tí, không đi được, vẫn đi làm thôi. Nó giấy đẹp quá nhỉ. Của chú hết à? Đấy, tín rồi. Vâng, trước không thấy, trước bắn lắm. Cái này mang về chết giật thì bán tiền tiêu hết tiền rồi. Vâng. Cái này đem triển lãm. Ở đấy dễ vậy. Đem vào đây. Đây. Bố ủng hộ cái nào đi. Qua giấy nhầm hỏi quá mà không bán được. Đấy. Qua giấy nhầm hỏi quá mà không bán nổi. Bao nhiêu người quay phim, bao nhiêu người chụp ảnh này chắc là đại ca phải có thêm thu nhập. Thế giới thì sao? Có thêm cái kênh. Ta bảo là thế mà đơn vị nào mà thì mình cũng phải đăng ký tiền lòng chứ. Mình đây là nhiều người biết đến. Quảng bá. Mình đây làm cái clip có cây su luôn. À, mình làm cái clip cây su cả cái ổ tàu luôn. Không bao giờ xem trên mạng. Nhiều lắm, chả nhớ nữa. Mình có một cái sân. Cả xong rồi mình xoay xoay mình chống lại cái lục bình luôn. Đúng rồi. Okay. Đúng. Rồi. Dạ. Tớ vâng. Thì tớ không nhớ đâu. Vâng vâng. Mình mua một cây chu làm ngang xong rồi mình vừa quay mình vừa phạt làm với khách cả phòng chết nhưng mà chịu lắm khẩu khẩu phê quá pha cây chu này lắm đấy. Vâng, hôm nào làm tí rượu thì nó mới máu được đấy. Hôm trước là cắt... lấy cái xe đi mà chơi họ làm cái ổi to rồi cắt hết gần miễn rồi. Bố mới mua kéo đâm ra phải có ứng dụng. Vâng. Bố nhạn nào thì gọi là bố nhạn đúng không? Là đúng rồi. Còn cây đẹp không? Quen nên nó cuốn hoa rồi quay. Vâng. Cái này là cây gì? Cây giấy. Giấy đẹp lắm. Cây này là gì? Đáng vẻ. Đáng vẻ lắm. Cây nó hoàn thiện rồi, cây bông chi rồi. Cái này là giấy tím. À, tím huế. Giấy tím. Tím huế thì nó bền đây. Các cái dòng đỏ đấy là dòng hai màu thì nó hai lá liếc nó đẹp, hoa nó khỏe, hoa nó bền lâu. Lá nó đẹp hơn. Loại kia nó hay bị lướt. Loại kia nó lướt. Cái hoa giấy nó cũng leo đúng không? Chưa bắt đầu xuân nói như này nhá, nói chào ba nhé. Chuẩn rồi. Cố còn cái gì nữa. Những cái xấu như cái bình dân cái gì trực tiếp thế, em mà kiếm cho. Đồng 2, đồng 3. Ủa, nhá. Cứ đồng 2, đồng 3 là được. Rồi. Ra khu vực của bố đây thì toàn là... Du chả khó lắm. Xịn tên này trận. Có bê du mà lá bay này. Đúng. Xong rồi hắn uống rượu ngọc cổ về hắn cua kéo một lúc thì còn mỗi lúc. Biết là bê loạn trọn xong rồi có cả đứa bé nó chạy ra nó nghịch. Vâng, đúng không? Vâng. Mẹ hôm nay rượu ngọc cổ nặng quá thì họ à? Vâng vâng. Đông quá, chú có anh em một chén thôi rồi pha ngọc cổ nặng. Bây giờ về tôi ảnh cái du này. Cái du đẹp lắm, bay này. Cái du hôm lấy đây. Đúng rồi. Lấy của bà này đúng không? Không, ở đằng kia. Còn quay lên mãi thì gì mới đấy xong rồi. Mình nhìn thấy cái phong độ cái ngay là hôm là một mình vật lộn, chỉ sợ người khác không đồng tư tưởng về nghệ thuật, đảo cây lục vườn một mình. Từ chỗ này. Vậy nó to, vất. Okay. Nó to lắm. Rồi. May đấy. Bác nhìn không biết nhìn vào đâu có nhận được mình. Thì đi đâu rồi? Không uống cà phê. Cây đẹp mà ra chợ khó. Mua một túi đồ cũng cứ mà chỉ cứ mỗi một cái đồng này. Bà bảo 12 con giáp ở đây không phải là 12 con giáp, được đây là bát quái khỏe. Đấy. Khu vực nghệ thuật hơn cả của chợ đây. Cây bằng trẻ chỗ đấy.
nhất lần về là lần nữa thì trẻ như con cũng đây trước đó ấy. Nhảy ra đằng sau để quay cái mặt sau cái giấy kìa. Mày hay thật. Cả hai uống no một bụng rượu lắm ngọc cầu rồi mới về nói chuyện với Du. Đấy mới cắt nó mới ngọt. Mình thấy bố đưa phong phong một phong cây này cũng ngắm tí cắt tí. Nào mà cần quyết định là phải làm tí men. Đẹp này để chợ này, tiếc quá. Đẹp quá, Pleiku ơi. Cái khác là mình làm mình phải bán để tiêu. Có cái đẹp mình trả gì được. Đúng rồi. Bây giờ tao ra còn khoảng 5-60 triệu toàn đẹp. Thế mới phải bán bớt đi. Hôm trước phiên chán lắm, trả vai. Phiên 15 á? Dạp, trả vắng à? Vắng, không có ai luôn. Không có người bán ấy. Người mua thì chắc không rồi. Ăn cái đẹp này. Tại ra đâu, ra hết đây đi mà mua này. Đang bán rẻ à? Thì ông Tị, ông chán ông đi uống cà phê kìa. Cây gì nhỉ? Đi qua nhờ tí nhé. Cây cơm nguội này bố mang đi lâu lắm rồi mà chưa thấy ông là ưng. Lạ thật. Buồn nhỉ? Cái này buồn quá chứ nhỉ? Toàn cây đẹp mà lại cứ có hơn là mấy cái cây lẩm khẩm kia. Khó quá. Sao để mang vào? Hôm đấy xong qua nhà ông Dơ, xong lúc đi về mất. À. Qua ông Dơ một tí xong về mất. Ui giời. Nhà lấy rồi mà lại để đây.